Rồi mến chào các bạn, thì nông cơ Linh mới vừa về hai con máy cày quá đẹp đi, để mình quay cho các bạn xem ha. Thì cái dòng này xài gia đình, rồi gắn vàng sới vô làm cỏ. Vàng sới cũng làm cỏ cũng ok không các bạn nha. Có vườn điều, vườn đồ mà đất mà nó cỏ nó nhẹ nhẹ là mình bỏ vô mình làm là hết ý nha. Mình hạ lam xuống vừa vừa thôi á, mình làm hạ vàng xuống vừa vừa là rất là ngon ha. Không trang ra ok. Rồi con này là con Iseki 145 14,5 mã lực ha. Rồi đây nó có cái thông số của nó đây, TX41F hay cái gì đây, không phải, 14 ngựa, 2006 Rotor. Con này mới chạy được có 713 giờ thôi. Đó, đây động cơ TX2140. Đây nó làm nó gói gọn lại nhìn nó rất là đẹp ha. Mấy đời mới mới sau này nó làm gọn. Bình zin theo xe luôn các bạn nha. Trời ơi, hai con lóc chuẩn bị làm lẩu cá lóc hả? Xong tháo dây ra em. Mới lấy về chưa ấy đây, bô rồi nó còn sáng giới luôn ha. Yên còn bọc ni lông luôn. Hả? Ủa vậy hả? Mất yên hả? À, hằng nãy xài bắt kiếm hay bắt treo? Hả? Bắt treo hả? Đâu bây giờ em có thể nổ máy lên cho anh xem được không? Có bình mà gắn cọc vô đã, gắn cọc bình vô đã. Hả? Rồi ha. Cần đập côn đập cò vậy không, coi số trả ra. Wow, bình mạnh dữ ra, bình rinh theo xe luôn. Xin nhanh luôn à. Đèn trước có không? Không. Không có. Thôi được rồi. Rồi, ok. Rồi, quá ngon. Quá đẹp, quá mới. Mới keng. Guốc đồ còn cao ha. Gai đồ còn cao, mới keng xà beng ha. À, dòng này nó bánh lớn bánh nhỏ ta. Cỡ bánh là 86 sao. Đằng trước là 524 26. Đằng trước là 5012 bằng với bánh máy sới. Rồi ok, còn con nữa đâu, đẹp nữa đâu. Đâu con này hả? Wow, Grandier Boy. Dành cho thiếu niên à, cấp thanh niên à. Mới về hả? Bình riêng luôn hả? Dữ ta. Dây đèn rồi chưa bắt nữa mà. Có làm mấy làm móc gì chưa? Mới gì chưa rớt xuống mà làm mấy gì được anh. Bô nó sao mới sơn sao đen thui vậy? Hả? Ở bên đó nó mới sơn á. Ồ, cái cổ đồ còn sáng chói ha. Chưa xét chưa gì hết ha. Trời ơi, cái miếng này mà còn trắng héo luôn. Con này chắc chạy được vài trăm giờ quá. Trời ơi, xong rửa đi. 353 giờ rồi, tay lái bể rồi, uổng quá. 353 giờ. Ô, hồi nãy con kia quên mình báo giá nhiêu. Con xanh hồi nãy á. Nếu mà không sới hay có sới thì em báo cả không sới có sới luôn đi. Nếu mà có sới thì con 48 triệu. Còn không sới
con sới 44 triệu. Còn vàng sới em làm gì? Bán về chai à? Có sới là 44 triệu, không sới là 48 triệu. Hả? Không sới 44. À, có là 48 triệu, quên nó lộn. Rồi còn con này thì nhiêu? Trời ơi cái yên nó nặng cả chục ký rồi trời. Hả? Con này thì bao nhiêu tiền? Con này có sới luôn á. À. 64 triệu. Có sới luôn 64 triệu. Còn không sới? Không sới thì 59 triệu. Ủa con này cơ hết tay. Bên cơ rồi luôn ha. Không sới là 59 triệu. Con này 15 mã lực hả? Đúng rồi. 15 mã lực, con này làm đời mới, làm quá đẹp ha. Này nhãn hiệu gì em? Kabatu. À, Kabatu. Cái này mình làm đồ mình gồng nó lại chắc được, đúng không? Nói chung là niền làm cái bằng gò bằng sắt đó, úp luôn. Đưa cho thợ làm. Đâu có gì đâu mà sợ này. Ừ. Thằng này dán dán cũng được, còn không thì bắt đầu mua cái mới cho anh em ta sợ. À, à. Kabatu nó cũng quá ha, bị mỗi tay lái ha. À, đẹp xuất sắc luôn, quá trời là đẹp. Con này vỏ xa vỏ chưa nứt chưa gì luôn ha. Mát ve. Ủa có nước nào mà mát in da băng ta? Da băng là nước nào? Nè. Da mà còn băng 818 luôn, vỏ trước 5012 hả? Chắc không phải 12 đâu. 5012 đúng luôn. Trời ơi đẹp. Cái nắp hông này nó có không? Cái nắp gì đây? Hồng đó. À nắp hồng, nắp hồng. Trời ơi cầu chì. Học cầu chì này nó mới thay sao mới ken rồi ta. Ha. Cầu chì rồi còn mới ken luôn ha. Cái miếng này bảy màu luôn nè. Trời ơi cái đề. 300 mấy chục giờ luôn. Còn cái mui này có không? Ủa. Cái này nó không có xài mui em ơi. Nó xài cái cây này lên để à. Boy là dành cho thanh niên chạy đua nè, chơi nè. Grand Bia. Chà. Lâu lắm rồi mới được chiêm ngưỡng một chiếc máy cày đời mới mà xài cơ hết mà đẹp cỡ này á. Tưởng để chân chơi nhưng mà bán luôn à. Cái cần bên này làm gì em? Nhân chậm á. Còn bên này? Cần bên đó bên này nhanh chậm. À, à bên này số chạy hả? Ôi dạ. Đâu có đâu, số chạy nó nằm bên này. Số nhanh chậm hả? À. Sới đâu? Sới bên này. BTO. BTO. Ủa? Nó có sới ve ta? Có. Nó có sới quay ngược lại kìa. Đúng rồi. Số đỏ kìa. Đúng rồi. Hả? À. Có nghĩa là sới đảo đó. Ồ, sới đảo này mắc tiền lắm nha. Em phải thêm vài triệu nữa chứ. Hả? À. Thường thường là mấy chiếc mà sới đảo họ bán là họ nâng lên chút á. Chết cha quên chứ mình khai thật ra chửi chết á. Con này nó đẹp xuất sắc rồi. Ờ. Để gắn cái đèn vô để bể ủ. Sao đi tháo ra vậy? Nó rè nó rớt rồi đó. Chưa. Đút vô. Đút vô. Ủa, thôi giờ để vậy luôn đi. Đẹp quá. Wow. Con này giờ có bình chưa? Nổ được chưa? Nổ được chứ. Đâu, thử coi. À, thôi vậy thôi khỏi đi. Nó nổ đúng không? Thôi khỏi đi, được rồi. Khỏi. Hả? Mất chìa khóa. Tới chìa này giờ làm lại được không? Tôi lắng hồ vô lô trong nhà kiếm lục vừa lắng vô. À. Chìa khóa định thu gì? À vậy. Đây nó một đéo đúng rồi đây đó bỏ vô cho này nhẹ nó đẹp đấy đúng kiểu nó thôi từ sau đây thôi khỏi đề đúng không à, đâu đề thử coi có bình xin luôn mà có điện luôn à về nổ liền mà à vậy hả đâu có đập con gì không gắn cọc vô cái đã. Wow. Mới mấy trăm giờ em quá ha. Wow. Con này 2008 tua hả? Nó đạp lên 2008 luôn nè.
không? Ghê chưa? Quá đã. Rồi được rồi, lên. Sao tắt. Xong rồi sao tắt. Hả? Tắt bằng điện chứ. Đời mới tắt bằng điện mà. Đáng còn bình tắt không được. Ô, may mắn quá cũng tắt được hả? Quá may mắn nha. Tưởng nó nổi tới khi nào hết dầu thôi chứ. Chất lượng quá ha, cái yên nó nặng ha. Hay yên nước không trong này nó nặng dữ ha. Yên này vì có nước anh nó vô được đường nào. À. Là thấy cái độ thấp nước của nó nè. Ủa sao ở đây nó có thêm cái cuộn gì vậy ta? Hả? An toàn. Xích beo, xích beo. NSK. Xích beo. À, an toàn. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng. À, an toàn. Cái này nó đua nó mới xài sợi dây đó chứ, đúng không? Này tốc độ chắc cao à. Quá đã. Rồi, ok. Rồi. Bạn nào mua thì cứ alo với ông chủ nha. Rồi, mến chào các bạn.